Trong hai ngày 24 tháng 7 và 25 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổng rà soát những người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc. Trước đó, ngày 16 tháng 7, sau khi phát hiện 31 người Trung Quốc lưu trú không đăng ký trên địa bàn, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngoài xử lý hành chính và trục xuất, nếu đối tượng dương tính với COVID-19 thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây lan dịch bệnh. Đặc biệt là Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trước những diễn biến phức tạp của vụ việc, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, còn người dân và các cơ sở lưu trú thì cần nêu cao cảnh giác, sớm phát hiện các trường hợp tương tự, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.